Chào mừng các bạn đến với kênh, tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là ba con cái xin các bạn. Đây, ba con cái xin, mẫu con nào cũng đẹp hết các bạn. Đây, con đầu tiên nè các bạn, rúng nè, yếm nghiêm chỉnh các bạn thấy không, lưng thẳng nè. Rúng yếm nghiêm chỉnh, lưng thẳng, rúng dài sọc luôn các bạn thấy không. Chân móng sò, yếm yếm dày, đòn dài. Sái tích nghiêm chỉnh các bạn, sái tích nghiêm chỉnh, chân móng sò thẳng băng các bạn, sái tích nghiêm chỉnh, đuôi dài nè các bạn, hoa đen, đuôi dài, lưng thẳng. Cái xin này thì chủ báo giá là 23.500.000 các bạn. Còn đây là cặp cái xin mẫu Bombay, mẫu này là mẫu đẹp nha các bạn, mẫu này mẫu đẹp nha. Con này lưng đôi nè các bạn thấy không, gu bật lưng đôi nè, rúng yếm nghiêm chỉnh nè, đó. Rúng cái bơn bạn thấy cái rúng không, rúng yếm nè, yếm dày cui à, gu gu bạc y như gu bò đực các bạn. Chân móng nè, móng sò hoàn thiện nè các bạn, đây móng sò hoàn thiện nè. Con này thì chủ báo giá là 21 triệu các bạn, 21 triệu. Lưng lưng một lưng luôn các bạn, lưng đôi mà các bạn, con này đỏ ao các bạn ơi. Chân móng là hoàn thiện nè, lưng một lưng. Giá là 21 triệu các bạn, 21 triệu. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Con tiếp theo là các bạn, con này con thứ hai. Đây, con này rúng yếm nghiêm chỉnh nè các bạn không. Con này rúng chèn luôn các bạn, yếm dày nè, gu bật nè, cũng lưng đôi luôn các bạn. Sái tích đồ là nghiêm chỉnh hết các bạn. Con này là sái tích đồ nghiêm chỉnh các bạn. Chân móng nó hoàn thiện, sái tích nghiêm chỉnh, rúng yếm nghiêm chỉnh các bạn. Mẫu này là mẫu Bombay, sau này lên mẫu bò đẹp các bạn. Cũng giá 21 triệu luôn các bạn, 21 triệu luôn. Đuôi dài, hoa đen đuôi dài, cậy đuôi lớn nè các bạn. Gu bật. Rúng yếm nghiêm chỉnh, con này rúng chèn luôn các bạn, yếm dày rúng chèn nè các bạn không. Giá 21 triệu các bạn, giá 21 triệu. Con này cũng 21 triệu luôn các bạn. Gu bật gu nè các bạn không. Bật gu, lưng thẳng, yếm dầu nghiêm chỉnh, yếm rúng đó rồi các bạn, yếm rúng đồ nghiêm chỉnh các bạn. Sái mặt sái lưng đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Con này nó quyền bò các bạn, từ đầu tới chân luôn các bạn. Quyền bò. Từ đầu tới chân luôn, mẫu đẹp. Lưng đôi, gu bật. Rúng yếm nghiêm chỉnh, chân móng sò, giá 21 triệu. Con này cũng vậy các bạn. Rúng yếm đồ nghiêm chỉnh, rúng chèn, yếm dày, lưng thẳng, cũng gu bật luôn các bạn. Sái tích nghiêm chỉnh, hoa đen, đuôi dài, cũng quyền bò luôn các bạn. Cũng 21 triệu luôn các bạn. Con nào cũng 21 triệu hết. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Mình comment dưới màn hình video. Cặp Bombay. Con này thì chủ báo giá là 23.500.000 các bạn. Con này lớn bò, rúng yếm đồ cũng nghiêm chỉnh các bạn. Chân móng thì hoàn thiện hết các bạn. Bữa nay là hơi bị chá nắng các bạn, sái tích đồ là nghiêm chỉnh hết các bạn. Không lan giá các bạn, không lan giá. Chân móng sò không lan giá, quyền bò luôn các bạn. Sái tích nghiêm chỉnh. Con này đòn dài các bạn. Đó, cái rúng dài, cái rúng dài hay tê ngựa các bạn. Đây, con này cao 1m2 bò nè các bạn. Đòn ngay sái lưng, cao 1m2 bò. Giá là 23.500.000 các bạn. Giá là 23.500.000. Cái đòn hết biết luôn các bạn. Cái xin tốt bò. Chân móng hoàn thiện, sái tích nghiêm chỉnh. Không lan giá. Chân móng sò. Giờ đó con này các bạn. Con mẫu Bombay nè các bạn. Con này sau này lớn lên, mẫu này mẫu đẹp cực kỳ luôn các bạn. Lưng đôi lưng một lưng luôn các bạn thấy không, lưng đôi lưng một lưng luôn. Đòn ngay sẽ lưng các bạn, 1m1 bò nè các bạn, 1m1 bò giá 21 triệu, 1m1 bò giá 21 triệu các bạn. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn trực tiếp số điện thoại của chú bò mình comment dưới màn hình các bạn. Cao 1m1 bò giá 21 triệu. Đây, còn cái xin này nữa các bạn. Con này hoa đen cậy đu chà bá luôn các bạn không, gu bạc nè.
Đo cận cảnh này, anh em thấy các bạn, con này cũng mét mốt bò luôn các bạn ơi. Con này cao tầm cũng mét mốt bò luôn, cũng 21 triệu luôn các bạn. 21 triệu. Đó, sải tích nghiêm chỉnh. Mẫu Bombay. Rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Đòn dài, chân móng hoàn thiện, giá 21 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại chú bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn, rúng chiền nè, lưng đôi nè. Đó. Hai con này con nào cũng 21 triệu các bạn, cao 1m1 bò. Giá 21 triệu mỗi con các bạn. Rồi con còn lại chủ báo giá là 23 triệu 500 ngàn đồng. Đó, cao 1m2 bò. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.